Rồi. Anh nhìn em này, thân em như thế này làm sao mà em bê được? Không sao, anh có cách hết. Vì tình yêu em làm được, em vượt qua sức nặng ngàn cân của nó em làm được. Em xốc nó chạy trong mưa nha cưng, chạy marathon 1500m, chạy thẳng bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện, dắt cái bậc thềm cái nó đè lên người em chết, nó chết, hai đứa chết. Trời, tình yêu đẹp quá em ơi. Anh còn tự nể, cho nhiều khi thấy nể mình có ý tưởng hú hồn luôn em. Nhưng mà anh ơi, thôi kịch bản lố bịch lắm. Anh một anh cho anh đổi kịch bản hoặc là không thì em không làm đâu. Ê, lố là lố làm sao? Lố bịch là lố làm sao? Trời, nghe mà tức ghê luôn á em. Nhớ nè, vô công ty anh dặn rồi, không có được cãi anh nha chưa. Anh nói gì nghe đó đi. Tất cả chuẩn bị. Ekip quay Hùng Hảo. Dạ. Vô nè. Ra quay nè. Dạ. Sao mày quay đâu mà còn mua cái chân vậy? Nhìn nè, cái này là cái chân máy. Cái máy đâu? Máy nè. Mày quay đâu, tôi nghe dùng điện thoại. Cái điện thoại quay được em, thời buổi này cứ muốn gì nữa. Em đưa anh có 8 triệu à, chứ phải mày đưa 800 triệu đâu. Mày đưa 800 triệu đi, anh đưa cho mày cái máy quay điện ảnh, hiểu không? Cái này là quay được rồi. Nè, cái chân máy này là đã từng đưa Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng nhờ livestream đó. Cưng sẽ lên luôn, tin anh đi. Rồi giờ chuẩn bị nha. Mặt không vào, đừng vào. Mé ra kia quay nha. Mặt không vào, vui lên. Anh nói phải nghe, đừng cãi. Rồi tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1. Diễn lại cái cảnh hai đứa yêu nhau lén lút giữa công viên. Action. Anh ơi, anh có yêu em không nhở? Dì ơi, con còn nhỏ lắm, con mới dậy thì mà. Ủa, cái gì vậy? Em ơi, bé nó vậy sao tự nhiên kêu nó bằng gì được cưng? Hai đứa đang yêu nhau tình cảm, ngang tuổi nhau, đừng kêu nhau bằng gì, không được. Thôi, tôi không làm ở đâu. Kịch bản lung cao lung cung, ekip gì? Ông hứa với tôi thế nào mà rồi có một người đấy kia? Em ơi, ekip là ekip hùng hậu đàng hoàng, bé diễn viên này nổi tiếng mà em nói gì vậy? Không có nhiều đâu, ông trả tôi 8 triệu đi, tôi đi về đây. Gì? Đòi lại 8 triệu. Tụi em vô. Dạ. Mày muốn gì? Hả? Ông tiền ăn hiếp tôi à? Mày nói gì mày nói lại tôi nghe ơi. Kịch bản tao lơm cơm hả? Ekip tao lố bịch hả? Ba nói cho mày biết nha. Không có cái đứa ca sĩ nào mà đưa 8 triệu đồng bạc ra mà tao quay cho một cái MV được chứ. Không, thời buổi này không ai làm chuyện vậy hết trơn nha em nha. Ra ngoài đường muốn nổi tiếng hả? Đâu có dễ. Đừng có trách tụi anh. Tụi anh không có lừa gạt gì em hết. Trách á là trách em ngu. Em khờ, em muốn nổi tiếng nhanh thì em phải chịu thôi. Tôi muốn nổi tiếng, nhưng mà tôi không thể nổi tiếng tới cách này được. Ôi, cách này nó có gì đâu lạ đâu. Nè, cứ muốn nổi tiếng mà không muốn theo cách này. Muốn cách nào? Scandal hả? Không có nói nhiều. Em nhớ cái bản hợp đồng không? Ừ. Một, trong đó nghe theo lời anh. Hai, đền hợp đồng 20 triệu. Hả? Làm gì có hợp đồng nào mà 20 triệu? Không có điều khoản nào như thế đó. Mẹ này lại thay ngô nữa rồi. Tội nghiệp quá à. Ông đưa tôi coi nào. Ngây thơ quá đi nè. Coi lại đi cưng. Mở ra cho khách coi. Nè, nhìn cho kỹ vô. Bao nhiêu tiền. Ê, ý định xé bỏ hả cưng? Cưng nhớ được ký 2 bản hợp đồng không? Anh còn giữ 1 bản. Em ơi, đầu anh bây giờ lắc ra là sạn không nha cưng. Đừng quyết định lừa anh. Bây giờ nè, 1, đền 20 triệu tiền hợp đồng. 2, đi theo anh hát đám ma, đám cưới, lô tô, mở cửa mã đầy tháng 49 ngày. Tao kêu mày làm cái gì? Mày phải làm cái đó cho tao. Mấy người lừa tôi.
Lời nói đầu tiên cho Mỹ Yến xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả mọi người. Dạ, hôm nay Mỹ Yến giọng hơi bị khàn nên không thể hát phục vụ mọi người như mọi ngày. Hy vọng mọi người vẫn sẽ mua kèo ủng hộ cho Mỹ Yến à. Vô chị thấy quen lắm luôn á. Vậy là bà thấy cái chương trình gì mà bà được đặt cái giải gì? Mua giùm em nha. Ủa em, mà anh hỏi tí nè. Em thấy chương trình gì anh nhìn quen lắm luôn á. Dạ em thấy nhiều quá em không nhớ nữa. Không nhớ. Mua giùm em nha. Sáng giờ anh mua nhiều đồ anh hết tiền. Nè. Ông mới tới đây hay sao vậy hả? Chị này là chị nổi tiếng ở khu này luôn á. Hát rất là hay. Dạ chị dễ thương quá. Mua giùm em kẹo nha chị. Dạ em không ăn kẹo. Thôi. Dạ, thằng Thành ở bên này nè. Nó thích hát gì lắm chị ơi. Mà chị là nổi tiếng nhất cái khu này nè. Hai người kết hợp để hát song ca đi đúng không? Đúng không? Không phải chị không muốn hát mà hồi trưa chị đi hát đám cưới rồi hát từ chiều tới giờ tắt tiếng luôn rồi. Đúng rồi, tắt tiếng nghe thật tội ghê luôn, dễ sợ. Thơ quá trời xô luôn. À, ủng hộ em trai đó hát. Ok, hát đi. Ok. Hát đi em, Thành. Trời ơi. Cảm ơn em trai nhiều nha. Nhờ em mà bữa nay chị bán hết kẹo rồi, chỉ còn bánh thôi. Không có gì đâu chị. Hôm nay em đã bị mất niềm tin vào bản thân mình. Em không ngờ là trong một không gian như thế này, hoàn cảnh này, mà em có thể hát được như vậy. Cảm ơn chị nhiều. Em hát hay lắm. Em thấy không? Đó là điều kỳ diệu của âm nhạc á. Mình đâu cần là phải có một cái sân khấu hoành tráng hay là mấy ngàn khán giả đâu. Nghệ sĩ thực thụ á là chỉ cần được sống với ước mơ, với đam mê của mình thì dù cho một hai khán giả đi chăng nữa thì nơi đó vẫn là thánh đường. Câu này hay quá à. Câu này của chị à? Câu này á của một người thầy dạy diễn xuất của chị. Diễn xuất? Ồ, chị là diễn viên à? Chị chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà đam mê hết tất cả những lĩnh vực trong nghệ thuật luôn. Thật ra là em thấy chị cũng có khả năng mà. Sao chị không thử tham gia vào một chương trình, một dự án nào đó chính quy hơn, bài bản hơn? Chị nghĩ trong nghệ thuật thì đam mê thôi chưa đủ. Chỉ cần một cơ hội. Trời ơi, không biết bây giờ con mình nó lang thang ở đâu. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Sao rồi anh Vượng? Không cần đâu. Anh cứ để nó hát. Nó hát cho thỏa mãn niềm đam mê của nó. Ừ. Cảm ơn anh. Mình, con mình sao rồi? Hả? Tình hình nó làm sao? Nó không sao. Chỉ mới trải qua một cú sốc lớn thôi. Cái gì? Một cú sốc lớn mà anh nói là không sao? Trời ơi, anh tỉnh bơ vậy? Một cú sốc lớn với thằng nhỏ đó. Không được, em phải đi tìm con để mà giúp con. Giúp cái gì mà giúp? Bà lúc nào cũng giúp.
sau cú sốc này nó sẽ trưởng thành hơn. Làm sao mà trưởng thành được? Nó có mười mấy 20 tuổi à. Nó gặp cú sốc á là nó không thể vượt qua được đâu. Mình ơi mình, hay là đưa con về nhà nha mình nha. Không được, đây là con đường mà nó chọn. Nó muốn ra đường tập tành làm người lớn thì đây là lúc nó phải đối diện và đương đầu với thử thách.